Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gen Phim, và hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim Hành khách bí ẩn The Commuter. Thật ra mà nói thì đây là một bộ phim Gen cũng mới biết gần đây thôi. Vì dạo này Gen cũng khá là bận nên không có theo kịp những cái bộ phim mới ra. Quay trở lại bộ phim ha. Đầu tiên có thể nói là đây là một bộ phim rất là hay và hấp dẫn. Nó cuốn hút Gen ngay từ cái trailer luôn. Mở đầu câu chuyện thì khá là nhẹ nhàng. Cái việc xung quanh một cái nhân viên bán bảo hiểm tên là Michael, khi mà hàng ngày ông ấy vẫn đi đi về về trên cái chiếc tàu lửa của mình, bỗng nhiên một ngày có một cái cô gái xuất hiện và đem đến cho ông ta một cái game khá là thú vị buộc ông ta phải chơi, và mọi chuyện bắt đầu hấp dẫn từ đây. Thật ra trước đó tuy là diễn biến nó có chậm nhưng mà nó cũng hấp dẫn nha, nhưng mà từ cái chỗ này nó sẽ hấp dẫn nhiều hơn. Mọi hành động và cử chỉ, lời nói của ông đều được quan sát một cách rất là chi tiết. Cao trào hơn là nếu ông ta dừng cái cuộc chơi thì gia đình ông sẽ gặp nguy hiểm. Game khá là đơn giản, tìm một người giống như trong mô tả của con nhỏ đó. nghe thì đơn giản vậy chứ thấy cũng phức tạp thấy bà luôn. Tự nhiên đầu áp tới nó kêu mình nên kêu mình tìm một đứa giống như nó tả, được á thì thưởng 100.000 đô, còn không thì gia đình mình sẽ chết. Đơn giản vậy đó. Thì nội dung đó nó vậy đó. Tuy nhiên thì phim được kể theo một cái phong cách rất là hồi hộp, lôi cuốn, bạn không hề nhàm chán bất cứ một cái giây phút nào hết đó. Còn một điểm nữa mà Gen rất là thích ở bộ phim đó là âm nhạc. Thật sự thì âm nhạc rất là hay, ngay từ những cái phân khúc đầu tiên vô phim luôn đã thấy nó hay rồi. Đó. Nói về diễn viên ha, phim này có anh Liam Neeson. Sao ta? Không biết là các bạn thấy anh này có quen không? Nếu như các bạn có coi phim Batman thì các bạn sẽ thấy anh này quen á. Những cái phim Batman đầu ở nha, chứ không phải là thời gian gần đây. Đó. Những cái nói chung là những cái bộ phim anh này đóng thì Gen coi cũng khá là nhiều. Đóng vai chính cũng có, vai phụ cũng có. Nói chung là một cái tên tuổi không phải là nhỏ. Đó, thế nên việc cái anh này vào cái vai chính này khá là su. Còn hai nhân vật nữa, Gen nghĩ cũng khá là quen thuộc đối với những cái bạn thích thể loại phim kinh dị và ma. Đó, là ai thì các bạn xem phim sẽ biết nha. Tuy là nó không hai nhân vật này không xuất hiện nhiều, nhưng mà lần nào xuất hiện thì chất lần đó. Tóm lại thì đây là một bộ phim hay, với cốt truyện không mới nhưng mà nó lại hấp dẫn. Bạn là fan của trinh thám hành động thì bạn nên đi coi phim này. Thậm chí không phải là fan thì cũng đi coi cũng được. Phim OK, bạn đã coi phim này chưa? Nếu coi rồi thì hãy comment cho Gen biết cái ý kiến của mình nha. Và đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Gen nha. Bye bye.